Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Vũ An, kính thưa ban tổ chức tang lễ thôn Đồng Tâm, kính thưa quý cha, quý thầy, phó tế, quý tu sĩ nam nữ, hội đồng mục vụ giáo xứ giáo họ, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thông gia, liên gia, quý khách gần xa, anh chị em nội ngoại, thân bằng và kết thuộc, bà con trong xóm ngoài làng. Bố của chúng con từ khi phát hiện bạo bệnh đến ngày nằm xuống, gia đình chúng con nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các y bác sĩ, các ân nhân và thân nhân đã động vòng tay giúp đỡ tinh thần và vật chất. Anh em thân hữu và các cộng đoàn đã nhiệt thành dâng lời cầu nguyện và chia sẻ cùng bố con trong cơn ngặt nghèo chống chọi bệnh tật. Tình nàng nghĩa xóm đã đến chia sẻ nỗi đau cho bố con luôn nở nụ cười, đón nhận thánh ý Chúa đêm này nhắm mắt tiễn biệt mọi người. Hôm nay, gia đình chúng con vô cùng xúc động được đón tiếp các vị đại biểu và bà con đã về đây long trọng tổ chức lễ truy điệu và đưa tang cho bố con. Thay lời cho mẹ con và gia đình, con xin trân trọng cảm ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý hội đồng mục vụ giáo xứ Đồng Quan, nghĩa giáo xứ giáo họ. Trân trọng cảm ơn quý chính quyền các cấp, cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các gia đình thông gia liên gia cùng toàn thể bà con trong tình nàng nghĩa xóm đã ân thần, đã cật tình hỏi thăm động viên gia đình chúng con trong những ngày vừa qua. Và hôm nay đã đến dự lễ truy điệu và tiễn đưa bố con về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự hiện diện của quý vị là niềm an ủi lớn đối với gia đình chúng con. Sau khi đưa tiễn bố chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng, thay mặt gia đình, con xin kính mời toàn thể quý vị có mặt trong buổi tang lễ ngày hôm nay về tại gia tăng cho con để được đón tiếp và có lời cảm tạ. Trong tăng gia bối rối, gia đình chúng con không tránh khỏi kính quyết, kính mong được thượng thử. Gia đình chúng con xin chân thành cảm ơn. Giờ xin mời toàn thể công đoàn chúng ta di chuyển linh cứu ông ra thánh đường. Xin các vị đã được phân công, chúng ta sẽ vào việc để chúng ta di chuyển ông cho được xuất sắc. Xin mời anh em thanh niên, chúng ta sẽ di chuyển vào trong để chúng ta cầm các nắng hoa ra ngoài để di chuyển ra ngoài nhà thờ. Một lần nữa xin mời các anh em thanh niên chúng ta giao trở vào trong sân để chúng ta di chuyển các vòng hoa ra ngoài nhà thờ. Làm tiếp chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời hội đồng môn lớp cấp 1, cấp 2 xã Quỳnh Châu. Chúa xuống muôn ơn, dù đời bao sóng gió.
ông để đây cô ạ. Để đây. Đây để đây cho nó đẹp rồi nhá.